Xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ quay lại với một mẫu mới, đó là cái dù nè, cái dù hay là gọi là cái ô á. Cái này là một mẫu móc khóa. Móc khóa mình sẽ móc vô đây nè. Hoặc là mình có thể làm được luôn cái đồ treo điện thoại cũng được, tại cái này nó nhỏ. Nó nhỏ nhắn, nó xinh xắn. Thì các bạn chuẩn bị cho mình là hạt hạt giọt nè, 7 hạt. Rồi, hạt cườm màu xanh 5 mm và hạt cườm cát là màu hồng, là cườm cát này size nhỏ thôi. Đó. Rồi hai cái hạt màu đỏ 6 mm để làm cái nóc ở trên này với lại chặn ở phía trong này nè, chặn ở phía trong này để giữ lại cái cán dù. Rồi bây giờ mình sẽ đi vào hướng dẫn chi tiết xem cái dây dù này làm như thế nào nhé các bạn. Các bạn nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé, xin cảm ơn các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ hướng dẫn chi tiết làm cái dù nha các bạn. Rồi đầu tiên mình sẽ cho vô 7 hạt cụm cát màu hồng. Đó, 7 hạt cụm cát màu hồng. Rồi mình lòn dây qua. Xong rồi, sợi dây bên trái nè. Mình mới cho vô. Đây, một hạt giọt. 3 hạt này. 3 hạt 5 mm. Một hạt giọt. Rồi mình lòn dây qua. Đó, mình được một vòng như vậy nè. Rồi kế tiếp mình đi lòn qua một hạt cụm cát kế bên. Lòn qua một. Xong rồi sợi dây bên trái mình mới cho vô 3 hạt màu xanh lam nhỏ. 1 hạt giọt. Rồi mình lòn dây qua. Kế tiếp mình lại đi lòn qua 1 hạt. Cái hạt này nhỏ khó nhìn quá. Sợi dây bên trái mình cũng cho vô y vậy luôn, 3 hạt màu xanh nhỏ, 1 hạt giọt. Hạt giọt mình xỏ từ đầu to xuyên qua đầu nhỏ. Đây mình được một vòng như vậy. Kế tiếp mình lại đi lòn qua 1 hạt bên phải. Dây bên trái mình mới cho vô 3 hạt xanh, 1 hạt giọt. Rồi mình lòn dây qua. Kế tiếp mình lại đi lòn qua 1 hạt bên phải. Dây bên trái mình cho vô 3 hạt xanh, 1 hạt giọt. 3 hạt xanh nhỏ, 1 hạt giọt. Kế tiếp mình lại đi lòn qua 1 hạt kế bên. Sợi dây bên trái mình mới cho 3 hạt xanh, 1 hạt giọt. Rồi bước cuối cùng của lớp này mình sẽ đi lòn qua 2 hạt. Một hạt giọt, một hạt cườm nhỏ và một hạt giọt to. Rồi đi lòn qua phải 2 hạt.
đó, lần qua một hạt cườm nhỏ, lần xuống một hạt giọt nữa. Xong rồi dây bên trái mình mới cho vô là ba hạt màu xanh. Rồi mình lòn đi qua. Rồi. Được như vậy phải không? Rồi cái dây bên trái nè. Dây bên trái mình mới đi lòn qua một cái hạt nằm giữa này. Xong mình lấy cái dây bên trái này mình đi luôn nha. Dây bên trái này mình sẽ cho vô là 5 hạt cườm, 5 hạt cườm cát màu hồng. Xong rồi. Mình mới lòn qua cái hạt giữa của cái bước tiếp theo. Đây. Rồi tiếp tục cũng dây này luôn. Mình sẽ cho vào 5 hạt cườm. Xong, mình lòn qua cái đỉnh giữa bên đây. Rồi, kế tiếp mình đi dậy đi cho đến khi tròn vòng thôi nha các bạn. Rồi đi lòn qua cái đỉnh bên này. Kế tiếp mình lại cho vô 5 hạt, 5 hạt cùng cát. Rồi mình lòn tiếp qua cái đỉnh bên này. Rồi lại cho vô 5 hạt cùng cát. Rồi đi lòn qua cái đỉnh bên này. Rồi giờ mình lấy cái dây bên này đi. Không, lấy dây bên này tiếp cho lộn. Mình cho vô 5 hạt cườm. Xong mình lòn qua cái đỉnh kế tiếp. Cái này đi lùi lại một hạt đi. Dây bên này lùi lại một hạt để cho hai dây gặp nhau nó buộc cho nó dễ. Xong rồi dây bên này tiếp tục mình lại cho vô là 5 hạt cườm cát. Xong rồi mình buộc dây lại luôn. Đó là mình được cái ô dù rồi nè. Rồi bây giờ mình đi lòn dây giấu mối lại rồi mình cắt dây đi nữa là xong. Rồi như vậy là xong cái phần chớp ô nha các bạn. Xong cái phần chớp ô. Rồi cái này nè. Cái này là cọng dây kẽm nè, cọng dây kẽm làm hoa nè. Cho vô
một hạt màu đỏ. Mình bẻ tròn lại để giữ. Đó. Xong rồi, cái phần ở trên này á thì mình sẽ cho vô 15 hạt. 15 hạt màu xanh. Tùy các bạn thích độ dày hay ngắn thì số lượng hạt cho vô nha. Sáu, bảy, tám, chín, mười. Để coi cái tay cầm giờ là ok chưa. Mười, 13 hạt đi. Một, 12, 13, 13. Đó là một hạt màu đỏ. 2, 4, 6, 8, 10, 13. Thêm một hạt nữa. 14 hạt xanh, một hạt đỏ là 15. Xong rồi mình mới thêm một hạt đỏ 6 mm đây nè. Để chốt chặn chỗ này. Đó. Rồi mình mới thêm một hạt màu đỏ 6 mm để chốt chặn ở trên. Đó, mình mới quấn cái này, quấn cái sợi dây kẽm này cho nó thành từng lớp, cho nó thành từng lớp, cho nó bao cái hạt cơm này. Đó, xong. Còn cái phần phía trên này để nữa mình móc cái móc khóa vô. Rồi cái phần chân này nè, mình mới bẻ lên. Đó, như vậy là xong cái ô đó các bạn. Cái ô này có thể che mưa che gió được nè. Đẹp không? Mình chỉnh cho nó tròn lại xíu. Rồi xong, xong cái ô. Chỉnh cho nó ngay ra nha các bạn. Tại vì nó sẽ không ngay như ý muốn đâu. Thì lúc mình làm, mình mới làm chưa có được định hình đó, thì mình phải chỉnh chỉnh cho nó ngay là đó. Chỉnh ngay là về. Rồi, như vậy là xong cái ô rồi. Chúc các bạn thành công nha. Nếu các bạn thấy video của mình hữu ích á, thì hãy nhấn cho mình một like, một chia sẻ. Còn nếu các bạn chưa đăng ký kênh của mình thì các bạn đăng ký kênh của mình luôn nha. Để khi mà mình ra video mới nhất thì các bạn có thể xem được. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video lần sau. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.